Thưa quý vị, những ngày gần đây, tình hình bệnh đau mắt đỏ tại các tỉnh miền Tây gia tăng nhanh, Bến Tre cũng không ngoại lệ. Từ ngày 11 tháng 9 đến nay, số ca đau mắt đỏ ghi nhận tăng đột biến. Thời điểm giao mùa từ tháng 9 sang tháng 10 là giai đoạn thuận lợi để các loại virus, vi khuẩn có hại trong môi trường sinh sôi phát triển, gây nhiều thành dịch nguy hiểm, trong đó có dịch đau mắt đỏ. So với các năm, diễn biến bệnh đau mắt đỏ năm nay phức tạp với số ca mắc ghi nhận cao. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 250 trường hợp bệnh nhân mắc bệnh đau mắt đỏ là học sinh tại các trường tiểu học, mầm non trên toàn tỉnh. Đây chỉ là số liệu từ trường học, chưa có con số thống kê từ các cơ sở y tế. Tuy nhiên, theo đánh giá của các bác sĩ chuyên khoa mắt, thì số bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ từ đầu tuần đến nay tăng rất nhanh. Cái dấu hiệu sớm của bệnh đau mắt đỏ này thường là sẽ bệnh nhân nó sẽ có cảm giác cộm sốn rát, rồi chảy nước mắt, rồi kèm theo là chảy ghèn trong loãng nhưng mà rất là nhiều. Có thể là kèm theo triệu chứng của mi mắt như là sưng phù mi, thì có thể kèm theo một số triệu chứng toàn thân nữa như là bệnh nhân có thể sốt nhẹ hoặc là có thể là có hạch trước tai. Bệnh mắt đỏ này nếu mà không điều trị kịp thời hoặc là điều trị không có hiệu quả thì có thể dẫn đến là nó sẽ viêm cái phần giác mạc, biến chứng lên giác mạc thì có thể là gây mờ mắt. Sau khi nó khỏi bệnh thì nó để lại cái cảm giác là mắt nó hơi mờ. Bệnh đau mắt đỏ này thì nếu mà không điều trị gì kết hợp với giữ vệ sinh tốt thì có thể 5 đến 7 ngày bệnh nó cũng sẽ tự lui. Nhưng mà nếu có kết hợp với điều trị thì nó sẽ giảm các triệu chứng khó chịu thì nó sẽ khỏi bệnh nhanh hơn tí. Thì nó giảm các biến chứng ở giác mạc rồi thêm. Hiện mầm bệnh đã lưu hành trải đều ở nhiều địa bàn. Bệnh lây truyền dễ dàng qua tiếp xúc, qua những hạt nước bọt li ti bắn ra ngoài sau khi bệnh nhân ho hoặc khát hơi, qua ăn uống chung, sinh hoạt chung, qua đồ dùng cá nhân. Vì thế, ngành y tế nhận định dịch đau mắt đỏ có nhiều khả năng bùng phát, tạo nên các đợt dịch cao điểm, dịch lớn đe dọa sức khỏe người bệnh trong thời gian tới. Bệnh điều trị không đúng sẽ có nguy cơ gây mờ mắt sau khi khỏi bệnh. Vì thế, trong giai đoạn này, nếu phát hiện có các biểu hiện nghi ngờ đau mắt đỏ như đau, ngứa, rát mắt, mắt đỏ, sốn, chảy ghèn, sưng mi, nên đến cơ sở y tế để được khám chữa bệnh, tránh các biến chứng nguy hiểm của bệnh, để lại các hệ lụy lâu dài ảnh hưởng xấu đến thị lực về sau. Nếu mà phát hiện có nguy cơ hoặc là tiếp xúc với người là đau mắt đỏ rồi, thì nếu có các triệu chứng nhẹ ngay từ ban đầu thì nên đến cơ sở y tế để bác sĩ thăm khám và cho các loại thuốc thích hợp. Rồi bên cạnh đó thì phải kết hợp với giữ gìn vệ sinh môi trường, rồi hạn chế tiếp xúc với những người khác để tránh lây lan thành dịch. Phòng bệnh hiện tại thì là mình rửa tay thường xuyên, rồi tránh tiếp xúc trực tiếp, xài chung đồ với các người mà đã có bệnh rồi, thì hạn chế tập trung nơi đông người. Để phòng bệnh, ngành y tế khuyến cáo các trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp, cơ quan hành chính, người dân cần tăng cường thực hiện khử khuẩn bề mặt tại nơi ở, phòng làm việc, lớp học, các khu vực công cộng như nhà vệ sinh, nhà ăn, cầu thang, tay vịn thang máy bằng chloramin B0,5%. Người dân cần thực hiện 2K, khử khuẩn và khẩu trang, hạn chế đến nơi đông người, các khu vui chơi công cộng, hồ bơi. Ngành y tế cũng khuyến cáo khi phát hiện mắc bệnh đau mắt đỏ, đối với trẻ đi học thì cần được nghỉ học và chỉ đi học lại khi đã hết triệu chứng ít nhất 2 ngày. Đối với người đi làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp cũng được khuyến cáo xin nghỉ và tự cách ly tại nhà để đảm bảo không lây lan dịch bệnh.